Thưa quý vị, liên quan tới việc một số địa phương hiện đã hết vaccine Moderna để tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 vaccine này, Bộ Y tế khuyến cáo có thể tiêm phối hợp mũi 2 vaccine Pfizer cho người đã tiêm mũi 1 Moderna và ngược lại. Với những người đã tiêm trộn hai loại vaccine, Bộ Y tế cũng khuyến cáo nên giám sát chặt chẽ hơn để phòng biến chứng. Thời gian qua, do tình hình khan hiếm vaccine nói chung nên nhiều quốc gia đã nghiên cứu và sử dụng các liệu trình tiêm kết hợp hai loại vaccine cùng công nghệ hoặc các công nghệ sản xuất căn cứ theo loại vaccine sẵn có tại từng thời điểm, như tiêm vaccine vector virus với vaccine mRNA hoặc tiêm hai loại vaccine mRNA của các nhà sản xuất khác nhau. Bộ Y tế khuyến cáo trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vaccine COVID-19 mũi 1 đã tiêm không đủ để tiêm mũi 2, thì có thể sử dụng vaccine khác để tiêm mũi 2 như sau. Nếu tiêm mũi 1 vaccine do AstraZeneca sản xuất, thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer hoặc Moderna sản xuất nếu tiêm mũi 1 vaccine do Moderna sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine Pfizer sản xuất và ngược lại.